Đương nhiên là không thể được rồi. Mình nhìn người khác không vào mắt, người khác cũng nhìn mình không vào mắt. Có một câu chẳng phải nói như thế này sao? Hầu hết sự việc trên đời này đều không được như ý, chính là không cho người ta thuận lòng sống qua ngày. Đúng vậy. Giang Dương hải tặc giết người cướp của, cướp bóc tiền tài, chẳng qua là coi mình quan trọng hơn người khác. Dân buôn bán thuốc giả chỉ là vì kiếm tiền, không quan tâm sự sống chết người khác, đó cũng là vì mình thôi. Nhưng mà nói cho cùng, bọn họ hài lòng chăng? Không có. Tuy có được tiền tài, nhưng đã gieo xuống nhân bất an, thì hậu quả phải sống che đậy, thậm chí còn bị nạn lao ngục. Vậy thì con càng không hiểu những lời trong kinh Phổ Môn. Nếu như những người ác làm ác, chỉ cần trì danh hiệu Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát thì sẽ được giải thoát, có thể giải trừ được tất cả mọi tội nghiệp. Nếu thực sự là như vậy thì linh cảm của Quán Thế Âm Bồ Tát cũng khó tránh được sự lạm dụng quá mức. Cậu sai rồi. Bồ Tát không thể giúp cho người làm tiêu trừ tất cả tội nghiệp. Bồ Tát chỉ có thể dẫn dắt cậu khai phát tánh thiện và huệ căn vốn có của cậu. Cậu nghĩ coi, con người nếu bỏ được ngã chấp, không còn đem tiêu chuẩn của mình làm thành một cái khuôn khổ để đi đo lường kẻ khác, giống như chúng ta bước đi vậy, cậu bỏ được bước chân sau thì tự nhiên sẽ bước về phía trước. Khi cậu phát tâm kiền thành đọc tụng thánh hiệu của Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, vậy có nghĩa là trong tâm của cậu thay cho người và cũng thay cho mình có một khoảng trống. Phát tâm trì niệm thánh hiệu của Ngài Quán Thế Âm chính là chấp nhận lòng từ bi của Quán Thế Âm Bồ Tát, tinh thần xả mình vì người, trì niệm không gián đoạn chính là nhắc nhở mình không gián đoạn trong cuộc sống với khoan dung từ bi như Quán Thế Âm Bồ Tát. Nếu có thể niệm liên tục không gián đoạn, thể ngộ tinh thần quán âm sâu sắc, thì con người ác, ác tính của họ cũng tiêu trừ được. Cậu phải nên biết tạo nghiệp trùng trùng là vì tâm tồn ác niệm, cho nên đốn ngộ cũng cần chuyển đổi từ tâm. Cho nên cái mà Bồ Tát và phàm phu không giống nhau là chính ở chỗ Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả, nhưng không biết quả do nhân sanh. Tâm tánh khai mở để tâm của chúng ta có một khoảng không cho người khác, thì sẽ tránh được việc trồng nhân ác. Xưng niệm thánh hiệu Quan Âm, tu tập pháp môn từ bi, đó chính là cùng với Quan Thế Âm Bồ Tát cảm ứng đạo giao. Dạ phải, Quan Thế Âm Bồ Tát đã linh cảm như vậy. Nếu như con thành tâm tin tưởng sự tồn tại của Ngài, thành tâm cầu nguyện, như vậy có phải con có thể bù đắp được những tiếc nuối của quá khứ, kêu người thân của con đã mất trở về? Cậu ngu si quá. Nè, chúng ta học thuộc kinh đi. Dĩ thời vô tận ý Bồ Tát tức tùng tọa khởi, thiên đảng hữu kiên hiệp chưởng hướng Phật, nhi tác thị ngôn. Còn một tầng cuối cùng nữa. Mở cửa.
Ê, lão già, lão già chạy tôi với. Lão già chạy tôi với. Ê, ê, lão già, lão già, lão già chạy tôi với. Phấn khởi quá. Phấn... sao rồi Trương An à? Hả? Lỡ không may hôm nay thì ta đợi lão già ông đừng có lo, không có sao đâu. Thiệt hả? Tôi đã chuẩn bị hết tất cả cho ông rồi. Thiệt hả? Thiệt. Vậy thì tốt rồi. Dạ. Trương An à, ta không nhớ, ta không nhớ một chữ nào hết. Lão già cứ yên tâm đi, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tôi đã loại bỏ những người cần phải trừ khử rồi. Người cần hăm dọa tôi xử lý cho ông rất êm đẹp. Thiệt hả? À, còn nữa nha, trên tất cả mọi nẻo đường á, tôi đã bố trí mai phục tất cả những người quá đó, già trẻ lớn bé, chỉ cần là người nam tôi đều tẩy trừ hết tất cả luôn rồi. Đến khi đó nên chúc mừng một chút để cho lão già được xui thuận ôm người đẹp về nhà. Lão già đi, lão già, lão già. Gì nữa? Để tôi nói chuyện này. Ngoài ra tôi chuẩn bị cho ông một cái áo dương danh trợ võ, chắc chắn làm cho lão già trong hội trường là người nổi bật nhất luôn đó. Là người nổi bật nhất hả? Đúng rồi, để cho cô nàng bán cá có ấn tượng sâu sắc. Có ấn tượng sâu sắc. Đúng luôn. Nghe người nói như vậy ta không tự tin một chút là không xong rồi. Đương nhiên là phải tự tin rồi. Nè lão già phá áo lên. Được. Đô tài chúc mừng cho lão già trước nha. Sao là cái gì, ngươi cũng có công mà. Trương An à, lão già, vậy ta lấy được cô nàng bán cá rồi, vậy còn phu nhân của ta? Trời, lão già, tính của phu nhân chẳng phải là ông không biết đâu. Thích ăn ngọt chứ không ăn cứng. Bà giận kệ bà, chỉ cần ông lép vế một chút, bà ấy có giận cách mấy á, lâu ngày rồi thì cũng chẳng có sao hết. Hơn nữa, ông và cô nàng bán cá đó cố gắng sinh ra một bé bự gạo thành cơm rồi, chứ làm sao bà ấy giận được chứ. Ai biểu bà ấy không sinh được em bé. Vậy hả? Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. Đúng vậy. Ai vậy ngươi ăn nói như vậy? Dạ. Nhưng mà ngươi nói cũng có lý. Đúng rồi. Vậy thì chúng ta cố gắng lên, ôm người đẹp về nhà. Mấy giờ rồi? Sắp thi rồi. Làm gì vậy? Ôi, đau chết đi được mà. Mấy giờ rồi? Mấy giờ rồi nữa? Đến giờ thì viết kinh rồi đó. Hả? Vậy văn phòng tứ bảo đã chuẩn bị xong chưa? Ở bên kia kìa. Hả? Kỳ lạ thiệt. Văn phòng tứ bảo. Thầy đi đâu vậy? Thầy lấy văn phòng tứ bảo của con làm gì chứ? Trả lại văn phòng tứ bảo đây cho con. Đứa nào đã từng nói những vật chướng ngại đã được dọn dẹp sạch sẽ? Nhìn cái gì? Lão già, trên người hắn có dao đó. Người giải thích cho ta biết đi, rốt cuộc là sao vậy hả? Ta phải làm sao? Tôi cũng không biết làm sao nữa. Cái gì? Ngươi không biết hả? Vậy bây giờ phải làm sao đi? Tôi còn không biết nữa. Ngươi đừng nói là ngươi không biết. Tốt nhất là ngươi phải biết. Nếu như hôm nay ta không lấy được cô nàng bán cá đó thì ta sẽ hỏi tội ngươi đó. Hỏi tội tôi hả? Không sai. Có rồi. Chờ một chút. Ngươi đừng nói là có rồi với ta ngang. Nếu như không phải là ngươi đề nghị như vậy thì ta hỏi tội ngươi. Đúng, ta sẽ hỏi tội ngươi. Đúng rồi lão gia, ông đừng quên nha, chúng ta còn cách thứ hai nữa mà. Mời lão gia ngồi. Làm gì đấy, làm gì vậy, làm gì vậy? Đừng đụng vào nha. Giờ áo ai định? Lão gia đây. Tránh ra. Dạ thiếu gia. Nè, Trương đại lão gia, ông dùng cái dù lớn như vậy còn khảo cứu như vậy nữa, đúng là kiểu cách thiệt đó. Hôm nay ông đúng là oai phong lịch lãm, hổ hổ sanh quy. Nhất là kiểu ăn mặc của ông, màu sắc phối hợp càng làm nổi bật điệu bộ của ông. Nói hay lắm Tiểu An à. Dạ. Người ta nói miệng chó không nói được lời hay,
Lý Tú Tài khen ngợi ta như vậy, nhưng làm sao ta càng nghe càng thấy chối tai. Tôi cũng thấy như vậy đó. Lạ thiệt. Nói hay, nói hay lắm. Nhưng mà đệ cảm thấy Trương lão gia toàn thân màu sắc rực rỡ, giống như trong hội miếu thất gia bác gia đi dạo phố, hoàn toàn giống nhau, không khác với đám đông chút nào hết đó. Tiểu Lục à, cái này ngươi không biết đâu. Ai mà không biết chứ. Trên người của Trương Đại Trương lão gia đều là quyền cơ, đều được nghiên cứu rất kỹ, đúng không? Biết dạ, đâu những thứ trên người ông ấy đều theo xu hướng mới đó. Ê trời, Lý Cao Tài nói rất là đúng đó. Quần áo của lão gia chúng tôi á, toàn là những thứ giải tốt nhất, lưu hành rộng rãi nhất đó. Đẹp nhất, đẹp nhất ở kinh thành luôn đó. Trời ơi. Trương lão gia, ông làm nổi như thế này cũng là để đến đây tham gia cuộc thi viết kinh đúng không? Không sai. Ông muốn lấy cô nàng bán cá à? Ông giỏi quá. Lý Mẫu thật vô cùng kính nể quyết tâm của Trương lão gia. Trương lão gia, ông đã có một vợ ba tỳ thiếp rồi. Thật không ngờ đầm lầy hôn nhân của ông chẳng những không làm trở ngại ông, ngược lại càng khiến cho ông không quay đầu mà tiến về phía trước. Không phục, tôi thật sự không phục. Tôi nghĩ lần này ông nhiều phu nhân như vậy, chắc là tất cả đều toàn tâm toàn lực đến ủng hộ ông tham gia cuộc thi này, đúng không vậy? Chuyện này liên quan gì tới ngươi? Đúng, không liên quan tới tôi. Được, tôi nhiều lời. Ê, Lý Tú Tài à, chẳng phải ngươi luôn cho rằng mình thanh cao sao? Ê, nhưng sao ngươi lại cái ghét người nữ? À đúng, chẳng phải ngươi rất ghét phụ nữ hay sao? Sao lại đổi tính rồi? Tính tới đây góp vui hả? Hả, à, phải không? Không phải. Tới đây góp vui. Tôi đến đây để tham gia cuộc thi. Cái gì? Ngươi tới tham gia cuộc thi? Ngươi tới tham gia cuộc thi học thuật kinh văn này à? Đúng. Chuyện này có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ? Nhưng mà không lẽ ngươi cũng muốn giành cô bán cá lấy về làm vợ à? Thái độ này là sao chứ? Chuyện vậy ngươi tới đây để làm gì hả? Trương lão gia, tôi thấy ông nói không đúng rồi. Không đúng chỗ nào? Muốn lấy cô nàng bán cá thì phải thắng cuộc thi này. Đây là quy định đúng không? Đúng vậy. Nhưng mà không có quy định thắng cuộc thi thì bắt buộc phải lấy cô nàng bán cá, đúng không? Đúng vậy. Vậy thì đúng rồi. Tôi đến tham gia cuộc thi và việc lấy cô nàng bán cá hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Ông thấy có đúng không? Đúng vậy. Không. Nhưng mà ê, rốt cuộc ngươi tới đây làm gì? Bởi vì tôi thích. Một đời Lý Cao Tài tôi đây thích nhất chính là thi cử. Hả? Nhất à? Bị bệnh rồi hả? Lão già mặc kệ hắn đi. Thiệt tình. Lão già ngồi xuống. Ngồi. Lão hòa thượng, đừng đùa với con nữa, mau trả lại văn phòng tứ bảo cho con đi. Lão hòa thượng, sao thầy lại chạy ngược lại? Đó là đường đi ra thành mà, đừng có chọc con nữa, không kịp đi dự thi rồi. Ê, thi học thuật kinh hả? Tôi khá lắm, dám tranh giành người đẹp với trường đại của chúng ta. Đánh tôi. Thầy chờ chút. Mệt chết được. Tuổi tác của ta lớn rồi, không chịu được sự cực khổ này đâu. Ta phải đi về nghỉ ngơi thôi. Cầm lấy đi. Thầy cái gì chứ? Còn thầy con gì nữa? Chẳng phải cậu đến tham dự cuộc thi viết kinh sao? Mau đi đi. Hả?
Thầy đâu rồi? Cuộc thi bắt đầu. Chờ một chút. Được rồi, đừng làm mất thời giờ của mọi người. Cậu mau tìm chỗ ngồi đi, chuẩn bị thi viết. Cuộc thi bắt đầu. Đánh trống. Lão gia, chờ đến khi bắt đầu viết á, thì ông nhìn lưng của người ngồi trước, đáp án ở chỗ đó đó. Gian lận hả? Anh này gian lận nè. Ông coi. Ra ngoài. Gian lận đó. Đi. Đi. Gian lận nè. Cũng ra ngoài. Đó. Ra ngoài luôn. Đi. Cậu cũng ra ngoài đi. Tướng quân, tôi viết xong rồi. Quả nhiên Lý Tu Tài ở Kim Sa Thang này là tài tử số 1, số 2 đó. Chữ viết rất đẹp. Chữ của Lý Công Tử đúng là có kiểu cách riêng. Cảm ơn tướng quân và cô nương khen ngợi. Luyện viết chữ đẹp là bổn phận của cái học sĩ chúng tôi. Tốt. Cáo từ. Mời. Tôi thấy thời buổi này lộn ngược hết rồi. Ngay cả tên nô tài đê tiện cũng dám giành người đẹp với chủ nhân nữa. Đúng là không biết mắc cỡ. Gì đó? Dữ dằn vậy? Lường hả? Lường cái đầu ngươi á? Đúng là không biết mắc cỡ. Người tiếp theo. Mau chờ mình với. Lão gia, thì ra ông viết không có hết hả? Tất cả cũng tại ngươi. Tại sao lại tìm một người ra nhiều mồ hôi như vậy để giúp đỡ chứ? Hắn ra mồ hôi bị nhòe hết rồi, ta không nhìn thấy gì nữa. Ta phải làm sao đây? Ngươi phải chịu trách nhiệm. Hả? Đương nhiên rồi, ngươi. Trời ơi, ngươi đã hại ta thua Lý Cao Tài, thua Mã Lương. Ta đã mất cô nàng bán cá rồi, mất rồi. Ngươi phải chịu trách nhiệm. Ngươi phải đền cho ta. Ta mặc kệ ngươi đó. Bình tĩnh đi, lão gia. Đền cho ta đi. Đó, ngươi nhìn đi, tất cả mọi người bu vô cười. Cười gì? Tránh ra đi. Đi. Tránh ra đi.
Trời ơi, lão già, ông đừng có khóc nữa mà, đừng có khóc nữa. Lão già, gì? Không có giấu gì ông, chuyện này tôi chuẩn bị từ trước rồi. Hả? Việc chép kinh làm sao dám bảo đảm là không chép sai chứ, đúng không? Chính xác. Đúng rồi. Chẳng giấu gì ngươi, chữ của ta viết ngay bản thân ta đọc cũng không được. Đúng là mất mặt quá đi. Cho nên, tôi đã nói chuyện với tên gia đình trong phủ của tướng quân rồi. Cho nó một ít bạc thôi. Hả? Kêu đó đem bài thi cũ xấu xí đó lấy ra ngoài, thay vào đó cái mới, bài thi chữ viết sạch sẽ đẹp đẽ thay vào. Lão già, ông đừng có lo mà. Thiệt hả? Vậy tại sao ngươi còn bắt ta đi thi? Đi thi vất vả như thế nào ngươi có biết không? Mắt của ta yếu này, viết xong rất mỏi, mắt cũng mỏi mà tay cũng mỏi, ta mệt muốn chết được luôn á. Thiệt là không đâu lão già ơi, ông không thể trách tôi được đâu. Bất luận thế nào ông cũng phải đi thi cho có người chứ. Hả? Đi cho có người à? Vậy không sao chứ? Không, không có sao đâu lão già. Vậy ta lấy được cô nàng bán cá đó không? Bảo đảm là lấy được luôn đó. Thiệt hả? Được. Mỗi lần ta mà vui là ta buông xuống hết. Mà vừa buông xuống là bụng ta đói liền, muốn đi ăn cái gì đó quá. Vậy chúng ta đến tiệm Toàn Tụ Đức đi. Toàn Tụ Đức? Đồ ăn ở đó rất là ngon đó. Đồ ăn ngon có đúng không? Ta thấy ngươi như vậy làm như ngươi là lão gia của ta vậy đó. Không có lão gia, chỉ vì lão gia thôi chứ không phải vì bản thân mình đâu. Vậy à? Chỉ lão gia không cần phải động tâm suy nghĩ mà. Vậy thì ta cần phải cảm ơn ngươi quá. Ông được cái sao? Vậy hả? Xin lỗi lão gia. Tốt lắm, chúng ta đi thôi. Dạ lão gia, mặc vào đi. Mời lão gia. Nhìn cũng giống trạng dạ, nguyên của ta. Ôi đẹp quá. Đẹp thiệt. Cô nương này đẹp quá. Đúng là chanh bắt cửa truyền nghe. Trời ơi, thích ghê á. Đúng là chanh bắt cửa truyền. Đẹp thiệt đó. 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 Chán lâu vậy. Chúng ta cho tôi coi người đẹp thôi. Đẹp quá. Cô nương, tôi tìm cô hoài không có thấy. Thì ra cô ở đây. Tôi là gia đình ở phủ tướng quân, phiền cô đến phủ tướng quân một chuyến. Tránh ra cho coi với coi. Tôi biết rồi. Làm gì chen lớn vậy? Ê, đâu vậy? Đi mất tiêu rồi. Xin đẹp thiệt. Cha. Ôi, đẹp kẹt quá. Ôi, đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Đẹp quá. Mấy cái phiếu này là của Toàn Tụ Đức à? Tiếp theo là... Đây là của tiệm giải Tường Phúc. Đây là vé đi coi phim. Đây là vé đấu gà. Còn đây là sòng bạc. Còn sách kia là cái gì? Đưa cho ta coi. Đừng có giấu nữa, đưa cho ta xem. Đây là phiếu gì? Phiếu của Lậu Vạn Qua. $528. Tháng này vẫn chưa hết. Lão già đâu rồi? Chẳng phải kêu ngươi theo ông ấy sao? Ông ấy đi đâu rồi? Phu nhân, lão già đến quảng trường tham gia cuộc thi học kinh rồi. Hôm nay lão già oai phong dữ lắm. Cái vụ vàng sắp giấy thi màu hồng thân phức à, được mọi người hết sức khen ngợi luôn đó. Đủ rồi, các ngươi ra ngoài đi. Dạ. Người tiếp theo.
hôm nay thì Dứt Kinh như thế nào rồi? Thầy còn hỏi nữa. Sáng hôm nay thầy ôm chăn phòng tứ bảo của con chạy khắp nơi, làm con đến trễ đó. Ta hiểu rồi. Vì đến trễ nên không có thuận lợi. Không phải, mà thầy làm con cảm thấy rất mất mặt. Mất mặt? Ta biết rồi. Vì mất mặt cho nên làm cho cậu quên mất kinh văn, không viết được. Không đúng, con đã viết hết toàn bộ, không thiếu một chữ nào. Vậy là chữ viết sai. Không có. Vậy thì có gì đáng phiền đâu. Kinh viết được hết, chữ viết không sai, con còn sợ không lấy được cô nàng bán cá sao? Ai mà để ý mấy thứ đó chứ. Không để ý. Không để ý thì cậu phiền cái gì? Con phiền. Không cần thầy lo. Ta hiểu rồi. Vì cậu đến trễ mất mặt, sợ cô nàng bán cá không được vui, cô ấy xem thường cậu. Con đâu sợ cô ấy không vui. Vậy cậu phiền cái gì? Con... Lão gia, vô. Tất cả đứng đó. Phu nhân à, khuya như vậy rồi mà nàng vẫn chưa đi ngủ hả? Câu này lẽ ra tôi hỏi ông mới phải. Tôi nói lão gia, khuya như vậy rồi. Ông từng đi đâu vậy? Thế nào? Mã Lương đi rồi, hai người không nói được điều gì nữa có đúng không? Phu nhân à, sao nàng lại nói như vậy? Tôi nói gì trong lòng ông hiểu rõ, không cần tôi phải tốn nhiều lời. Những chuyện lúc trước thì để nó qua đi. Đúng, phu nhân nói rất có lý. Quả nhiên là phu nhân có lý. Cái này tục ngữ có nói như vậy, cũ không đi mới không đến. Con người thì phải nên nhìn về phía trước. Cũ không đi mới không đến, nhìn về phía trước. Nói hay quá, ông nói nghe rất hay. Cho nên ông muốn lấy cô nàng bán cá đó về làm vợ ông chứ gì? Phu nhân chánh phái tôi đây dẹp sang một bên. Như vậy cũ đi rồi, mới cũng đến rồi, thì ông lại càng có thể nhìn về phía trước. Không, phu nhân à, phu nhân ta không có ý đó. Cô nàng bán cá đó ta không hề có ý gì với cô ta hết, không hề có ý gì hết. Không có ý này. Không có ý này. Chẳng lẽ lỗ tai tôi bị điếc, tôi không còn nghe rõ nữa hay sao? Phu nhân à, ý của ta là nàng biết không? Ý của ta muốn nói là chính là... Ý của ông như thế nào tôi không cần biết. Tôi chỉ muốn hỏi ông, vì sao ông lại đi tham gia cuộc thi viết kinh? Chuyện này ta... Ông đừng nói là ông không đi. Ta đi. Nhưng mà ta có lý do. Ta muốn làm cho gia đình mình rạn mày rạn mặt, làm cho nàng dính dữ mà thôi. Lý do này hay quá đó. Đội mũ cao cho tôi à. Trách nhiệm này đẩy hết một mình tôi chịu rồi. Thiệt mà. Đúng là ta có lý do mà. Cái thằng khốn Lý Cao Tài đó, nó làm nhục ta trước mặt mọi người, nói ta vô dụng, nói ta ngốc, nói ta không sanh được con, nói ta không học được kinh văn. Nàng nghĩ ta... Cho nên ông mới muốn lấy cô nàng bán cá về đây nở mặt tổ đúng, tiên. Đúng, không sai. Không, phu nhân à, ý ta không phải vậy. Ta thật sự muốn gia đình mình dễ dàng mà, không liên quan gì đến cô nàng bán cá đó đâu. Vậy à? Đúng. Cho nên ông vẫn muốn tiếp tục đi tham gia cuộc thi đó? Đúng, đương nhiên là phải đi chứ. Nhưng mà không phải để lấy cô bán cá, mà là muốn cùng Lý Cao Tài phân thắng bại. Phu nhân, nàng yên tâm, ở Kim Sa Thang này nàng là hiền thế hạng nhất hạng nhì đó. Nàng khoan hồng đại lượng, phụ đức hiền thục của nàng, cái này mọi người ai cũng biết hết. Cái hay của nàng mọi người đều nhìn thấy, nghe thấy. Ta là một người chồng trương đại thì làm sao không biết được, làm sao không biết quý trọng chứ, làm sao ta không biết được là nàng không biết không hay. Nói xong rồi. Bỏ đi rồi hả lão gia? Lão gia giỏi quá. Ngươi còn nói nữa hả? Bình thường những trò ăn uống chơi bời nhiều nhất chính là ngươi,
Vừa rồi khi phu nhân ở đây, miệng lưỡi của ngươi đâu mất rồi hả? Bị chó ăn mất rồi hả? Lão gia, chẳng phải ông không biết phu nhân là khắc tinh của tôi mà. Chỉ cần nhìn thấy phu nhân là tôi... Ngươi còn dám nói nữa hả? Không có gì. Nhưng mà lão gia, tôi thật sự là nể phục ông đó ha. Chỉ có mấy câu ngắn gọn là điểm đúng yếu điểm của phu nhân rồi. Vậy tất cả mọi người đều biết phu nhân là một người hiền thục. Phu nhân thích khen ngợi như thế, làm sao bà ấy có thể nổi giận được, làm cho lớn chuyện đúng không? Chiêu này hay quá, nô tài thấy mình dở quá. Trương An. Dạ. Những thứ ngươi cần học còn nhiều nhiều lắm. Lão già nói đúng đó. Đấy, nhìn kìa, nhìn kìa. Tránh ra đi, cho tôi coi với. Nhìn kìa, cho coi với. Rồi, coi đi. Có biết chữ không coi? Không có tên tôi vậy. Có nhiều người thi đậu vậy. Không có tên tôi vậy. Cho tôi coi nữa. Sao có nhiều tên mới vậy? Tránh ra, tránh ra. Không có đâu. Chàng lớn vậy. Tránh ra, tránh ra. Chàng lớn vậy. Tránh ra coi. Ê, người nhìn xem ta bị nhiều cái đó chứ. Đó kìa, ông nhìn thấy không? Có rồi, có rồi, ta trúng rồi, trúng rồi. Lỡ giờ giờ ta trúng rồi. Cảm ơn, cảm ơn. Ê, lão già, lão già. Sao tên của Lý Cao Tài viết trước tên của ông vậy chứ? Ta... Chuyện này không thể đâu, chuyện này không công bằng mà. Có thiên lệch. Có tâm thiên lệch hả? Thiệt là. Tên của Mã Lương cũng có trên đó kìa. Mình đậu rồi, mình đậu rồi. Mình đậu thiệt rồi. Ê, Mã Lương à, ngươi là thứ không biết mắc cỡ đó nghe. Trương lão gia, ông nói tôi không biết mắc cỡ, nhưng đây là cuộc thi công khai. Vì sao ông đến được, còn tôi không được đến chứ? Ngươi xem, tên cẩu nô tài này mới xa ta có mấy ngày mà nói chuyện với ta vậy sao? Hả, ngươi gan quá hả? Trương lão gia, tôi không còn làm gì trong phủ nữa. Xưng hiệu cẩu nô tài, tôi không nhận được đâu. Ngươi xem, tên cẩu nô tài này. Mã Lương à, cậu hay quá cỡ rồi đó. Cỡ mặt như là lật trang sách vậy đó. Cậu nói loạn rồi mà. Tưởng ngon cơm lắm hả? Sao cậu nhìn lại mình xem đi. Tướng quân. Tướng quân. Qua cuộc thi học thuộc kinh lần thứ nhất này, có tất cả 19 thanh niên viết thuộc tất cả Quán Thế Âm Bồ Tát phổ môn phẩm. Hay quá. 19 vị thanh niên này đã viết toàn bộ kinh văn không sai một chữ nào, vô cùng quý giá. Thưa quý vị, những vấn đề vừa rồi quý vị đưa ra, chúng tôi cũng có chú ý tới, cho nên cũng nghĩ ra phương pháp để giải quyết. Bây giờ sẽ thông báo để quý vị rõ. Thưa quý vị, có nhiều người đồng ý vì tiểu nữ mà học thuộc kinh văn. Tiểu nữ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Nhưng mà chỉ có một mình tiểu nữ, thật sự không thể làm vợ hết 19 vị thanh niên này. Cho nên bắt buộc phải chọn một người trong số này làm chồng thôi. Cô nương à, cô nói rất đúng. Nhưng mà xin hỏi cô nương phương pháp là cách nào vậy? Cách nào vậy? Hiểu quá làm sao trời. Phương pháp rất đơn giản. Tiểu nữ ra thêm một đề nữa. Đề thi vẫn là học kinh Phật. Nhưng mà lần này học thuộc là kinh Kim Cang. Chỉ cần học thuộc toàn bộ kinh Kim Cang, 3 ngày sau đến cuộc thi mà vẫn thông qua thì người đó là chồng của tiểu nữ. Học kinh nữa sao? Yên lặng. Quý vị đều nghe rõ cả rồi. Mời 19 vị thanh niên này trở về chuẩn bị. Thế lệ cuộc thi là để tránh có người quay cóp giở trò, cho nên chúng tôi sẽ thông báo vào ngày thi. 3 ngày sau vào giờ tỷ vẫn tập hợp ở quảng trường Thành Môn Lầu thi cử. Xin mời. Hey, con cóc mà cũng muốn ăn thịt Thiên Nga. Cậu nghe tôi nói đi, đừng ngu si vọng tưởng nữa. Cô nàng bán cá đó số buồn gì cũng là của lão gia. Nhìn cậu nghèo sơ nghèo sát, suốt cuộc đời này của cậu á cũng không bao giờ sánh được đâu. Hả? Nghe rõ chưa? Quỷ nghèo. Ngươi đã nghe rõ lời của ta nói chưa? Hả? Không biết bất cỡ. Tức quá, ta tức quá, tức quá, tức quá, tức chết đi được mà. Lão già ơi, lão già.
Tức nè. Tức. Lão già, ông đừng có đập đồ nữa mà. Lão già, đừng mà. Cho dù ông có đập hết đồ của nó thì cũng chẳng tổn hại gì đến nó đâu, có đúng không hả? Đừng mà. Sao lại tự giận mà như vậy? Trời ơi, cho dù ông có đập hết đồ của nó thì chẳng tổn hại gì đến hắn cả. Lão già. Sao ông lại tự làm khổ mình như vậy chứ? Muốn hại thì hại người khác đi, có đúng vậy không hả? Hại bản thân nó. Đúng rồi. Ngươi nói Mã Lương. Dĩ nhiên rồi. Ngươi có cách nào? Lão già, người ta làm nhục lão già thì cũng giống như họ đã cắt miếng thịt trong quả tim của tôi vậy đó. Chỉ cần người nào làm lão già không vui, đương nhiên tôi phải dạy cho hắn bài học rồi, đúng không? Nói hay lắm. Không uổng công ta đã nuôi dạy ngươi bấy lâu nay. Lão già, được, lần này tôi phải dạy cho tên cẩu nô tài Mã Lương khiến cho hắn đau muốn chết, hại ta bị đánh vào mặt nhiều tới như vậy hả? Phu nhân, cuốn sổ bà cần tôi đã tìm thấy rồi, ở trong phòng của bà đó. Phu nhân. Có chuyện gì? Cuốn sổ bà cần tôi đã mang tới đây cho bà. Tôi để đây nha. Để đó đi. Phu nhân, mời bà dùng trà. Chuyện của cô nàng bán cá, rốt cuộc cô biết được bao nhiêu? Phu nhân, tôi có thể biết được bao nhiêu chứ? Cô ấy thật sự đẹp như vậy sao? Phu nhân, cô ấy không có bằng bà. Cô đừng mang ta ra so sánh với cô ấy. Dạ. Một cô gái không sống ở nhà lại từ đâu xuất đầu lộ diện tới đây bán cá, khiến cho tất cả nam nhân dây lấy cô ấy thì cô ấy vui. Có phụ nữ nhà lành nào mà xuất đầu lộ diện công khai tìm chồng như vậy? Làm cho nữ nhi chúng ta mất mặt hết rồi. Rốt cuộc cô ta đã dùng mê thuật gì? Cô ta có dụng ý gì chứ? Vì sao lại tới nơi này? Ở đâu mà không bán được cá lại cứ phải tới đây? Vì sao lại dụ dỗ chồng của ta? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Phu nhân. Hạnh Hoa, chúng ta đi tới phủ tướng quân đi. Nè, đứng lại. Làm gì vậy? Đứng lại. Để cho tôi vào, tôi muốn được nói chuyện với cô nàng bán cá. Không được, tướng quân nói rồi, trong thời gian thi học kinh không cho phép bất cứ người nào đến làm phiền cô ấy. Tôi chỉ vào nói với cô ấy. Tôi chỉ vào để nói. Nói gì vậy? Đi. Mỗi ngày mỗi đêm có biết bao nhiêu người nam muốn gặp cô nương. Lý do như vậy á, chúng tôi đã nghe đến 100 lần rồi. Nếu cứ để cho quý vị vào á, thì mặt mũi của phủ tướng quân này á, đem dục đi đâu chứ? Tôi... Cái người này sao nói vậy? Đi. Cậu mà không cần hả? Đi chứ. Đi. Phu nhân, nhờ bà xin cho Mã Lương, để Mã Lương được vào trong. Dạ, xin được chào phu nhân. Tôi muốn vào gặp cô gái bán cá một chút. Dạ, mời phu nhân vào trong. Mời phu nhân vào. Mời phu nhân ngồi. Miệng cười mà trong lòng có lưỡi dao.
Cô chính là cô gái bán cá hả? Cô nương, cô nương, cô nương, là tôi nè, Mã Lương. Cậu đang làm gì vậy? Trương phu nhân có làm khó cô không hả? Trương phu nhân rất tốt, bà ấy không làm khó tôi đâu. Tôi định nói với cô, tôi đậu cuộc thi học kinh rồi. Nè, cậu cẩn thận một chút, cậu đứng như vậy rất nguy hiểm đó. Tôi sẽ không thua Trương Đại đâu. Tường cao như vậy, cậu cẩn thận, coi chừng té. Tôi sẽ bảo vệ cô. Vì cô, tôi sẽ thắng cuộc thi học kinh thứ hai này. Cô nghe rõ chưa? Tôi sẽ bảo vệ cô. Cô đương, cậu nên bảo vệ cậu trước đi. Nam mô A Di Đà Phật.